Ôi, quá mệt. Không quá. Thôi anh đi đi, mình ên đi, đừng có rủ em theo nữa. Dạ thưa ba. Thưa gì? Mọi người mới về ạ. Ủa đi, nhân việc gì mặc đồ đi chơi mà giống tập về dữ gì nị? Nói vậy là hôm nay tí nị vô bếp nấu cơm hả con? Dạ thưa ba. Thưa gì? Chính xác ạ. Con vừa mới nấu ăn cho cả nhà xong. Có lẽ chăng bà ngoại sắp về rồi, con sẽ vào dọn cơm cho cả nhà mình cùng ẩm thực nhé. Tuyệt vời. Đi gọi cho má. Chị, má lớn tuổi sức khỏe yếu nữa, không có qua nổi mấy trận cơm này đâu. La quá, lâu lâu con gái mình nó mới vô bếp một lần, không cổ vũ động viên nó thôi. Nói vậy nữa. Trời ơi, em biết cái trình nấu ăn của nó mà. Chiên trứng nó chiên luôn vỏ, chiên cá thì cá văng ra ngoài. Bữa nó còn rồi làm con cá coi tôi nữa kìa. Nhỏ thôi, con nó nghe nó buồn bây giờ. Đói quá, giờ này mà có cơm ăn thì ngon quá ha. Trời ơi, chắc bữa cơm hôm nay gia đình mình đã thật sự là xuất sắc đây. Cái này giỏi quá. Nôn ăn cơm quá nè. Càng lớn giỡn càng vui chăng. Đang giỡn. Cái này là cá chiên bình thường thôi em ạ. Không phải cá chiên bình thường đâu con. Tới cái món cá chiên quả sa này mà con cũng biết làm hả? Trời ơi, trong bánh xe lửa là người ta thích ăn mấy món này lắm nè. Dữ giỏi giỏi. Còn cái bản đồ thế giới kia là gì con? Dạ, cái này là trứng chiên thịt bò. Cái này bình thường thiệt. Giỏi, bé giỏi. Đi, động viên nhau ăn. Mọi người ăn nướng, mọi người ăn. Mọi ăn. Gì? Ba ăn đi, anh ăn đi, anh ăn đi. Ăn. Mời mọi người ăn. Ăn đi. Ăn thôi. Cái gì? Mà tôi ăn được. Ba đang ngồi lửa. Tại vì con nấu món nào nhìn cũng ngon hết. Ba phân vân không biết chọn cái món nào ngon nhất đây. Con gấp cá cho má nghe. Ha! Không. No quá, no ngang luôn. Để đi ăn giặt. Tí nữa ngoại sao ha. Cháu nó vui, nghiến đi. Tiền đình, tiền đình. Ăn thôi, ăn thôi, ăn thôi. Trời ơi, quá rồi ha. Cả nhà mình ăn cơm đi. Ăn đi, ăn đi. Ủa sao hôm nay mọi người không ăn đi. Không có gì hết. Em chi vậy? Không có gì hết á. Ăn đi, bữa nay tí nị nấu. Hả? Tôi nấu. Hôm nay tí nị nấu. Đúng rồi. Hồi nãy Trạng Nguyên xuống chưa kịp quan sát, bây giờ nhìn một cái là biết tí nị nấu liền luôn á. Mời mọi người ăn. Ngày hay thì ăn đi. Ăn đi, ăn đi. Bà Năm ăn đi. Ăn canh. Dạ, dạ. Chị hai, ăn đi. Cái con tôm khô múc nó cho ngoài. Dạ. Thôi. Ôi nhìn má, biết cái nồi canh nó có rầu không chứ, nó nhìn mới đủ. Ủa sao má rầu? Con sâu. Hả? Con sâu. Anh làm gì vậy? Sao không xuống bếp ăn cho đàng hoàng thì lên đây ngồi ăn? Gì vậy? Tí nị đâu? Ở dưới nhà. Ăn ở dưới tổn thương nó. Má gì tổn thương? Chứ em thấy nó nấu đồ ăn không? Ăn mà muốn tuột máu với nó luôn á. Thương nó lắm mà mới ăn. Mà không chịu nổi em ơi. Phải cầm mì gói vô chứ mới làm nổi. Mày nói nghe nè. Từ đi dạo gần đây bà tí nị nhà mình bày đặt nấu ăn, nấu uống rồi chăm sóc gia đình. Anh thấy lạ không? Lạ
Không những lạ mà còn hốt hoảng nữa. Anh nghĩ cái đà này nó mà còn chăm sóc gia đình kiểu đó chắc má mất sớm quá. Bảy mà bữa ăn lên máu luôn đó. Em nghĩ là Tí Nị bây giờ nó bước vô cái tuổi dậy thì thay đổi về tâm lý, nên bây giờ mình phải tìm hiểu cái thử là nguyên nhân mà con gái mình thay đổi là tại sao, để giúp đỡ nó, động viên nó, hiểu không? Đúng rồi, ai mà không trải qua giai đoạn này. Em chuyện này em giúp anh đi, chứ tội nghiệp nó không có má mà vậy mà anh nói chuyện với nó cũng khó nữa. Nó có mẹ sao không có mẹ mà nó không có mẹ không này. Ăn lẹ lẹ nó lên nó thấy bây giờ đi hội để ăn nào. Có sao không? Có sao không? Không sao đâu. Một con anh không sao đâu, đừng có lo. À không, mình hỏi cái xe có sao không. Mình giỡn mà. Mốt một con anh chạy cẩn thận nha. Dạ, ok. Mà Nam nè, nghe nói là Nam thích mấy bạn nữ biết nấu ăn đúng không? Ừ, mình thích mấy bạn nữ biết nấu ăn ngon, mà đặc biệt phải ngon nha, giống như là mẹ mình vậy. Trùng hợp thiệt. Sao trùng hợp vậy? Ý là, vậy là mình cũng rất là thích nấu ăn và nấu ăn cũng rất là được luôn đó nha. Wow. Bộ công anh, bạn đúng là mẫu bạn gái lý tưởng trong lòng của mình. Bạn làm bạn gái mình nha. Thiệt không? Sao mình nghe nói là bạn không biết nấu ăn, đồ ăn bạn nấu chó mèo nó còn chê nữa mà. Ai đồn? Chưa là hoa hậu mà đã có scandal rồi. Ai đồn ác nhân vậy? Là chú Hồ Điệp nói á. Ba tôi. Đừng có tin những tin đồn thất thiệt đó. Nếu mà hôm nay Nam muốn kiểm chứng thì ở lại nhà tôi ăn cơm. Nam sẽ biết được tài nghệ nấu ăn của tôi. Ok, thôi okay. Vô nhà. Ở đây để tôi cho. Mình làm cho. Để tôi cho. Để mình làm cho. Đây. Vô địch. Wow. Trời ơi, con gái của dì này giỏi quá. Con nấu xong hả? Dạ, xong rồi dì. Vậy thôi đi lên tắm đi, sửa soạn rồi đợi bạn tới con. Chua rồi. Cái mùi, mùi nồng ẩm kia. Chua gì hả? Đợi lên tắm đi tí nè. Ok. Đi. Đi con. Ok con gái, đi nha. Tắm sạch sẽ nha. Dạ. Yeah. Công nhận nha, em nấu y chang mấy món Thi Niệm nó nấu luôn á. Chứ sao. Bà Hương Nhiên đi con. Hả? Thoải mái như nhà của mình. Dạ dạ dạ. Ăn đi con, dạ, đừng dạ. Ngại nha không. Dạ. Đây, dạ. Nói chừng gia đình cảm ơn con nha. Nhờ phúc phần của con mà mọi người mới có một cái bữa ăn thịnh soạn như vậy. Cái đời nào mà con bé bồ công anh này cho mọi người nấu, nó dành nấu hết. Dạ. Nam ăn thử coi bồ công anh nấu sao nha. Ngoài không muốn ăn cơm chó. Tính ra sáng giờ là chuẩn bị một bữa cơm chó hả con? Ý là chó là kiểu thương yêu nhau á. Thôi rồi. Đợi đi, đi. Ăn đi. Đây nè. Miếng này nè, chai là phải ăn miếng bự vô. Rồi. Đây. Cái gì vậy? Ui. Ăn đi. Ăn đi con. Ăn đi con. Được không? Gì? Ngon. Ngon á. Dạ ngon. Ngon.
Ngon, ngon. Ngon nha, ngon. Ăn nhiều vô má, đây đây con lấy cho má. Nhiều vô, nhiều vô. Dạ. Ôi, ngon quá con ơi. Gái người ta nấu mà. Ôi. Sao hôm nay mình nấu ăn ngon dữ vậy ta? Không lẽ hôm nay đầu bếp nhà hàng năm sao nhặt mình? Đây đây đây. Ăn được đó con hả? Ăn cá rồi. Chuyện về một gia đình luôn vui ca, dù buồn dù vui không xa, chuyện cười chuyện khóc vẫn luôn chan hòa. Hãy sống biết yêu thương nhau, là gia đình thì ta cần chi phải giấu. Làm vợ làm dâu làm mẹ con anh, người cười bảo em hư danh, chẳng mang chỉ biết chúng ta an lành. Yeah yeah, chính em Savia. Và chú tìm hoa là Savia. Tìm hoa đi ghé.